Anh em thấy là hôm nay chủ đề của anh Hà là hiệu ứng xử lý hiệu ứng màu sắc hay là hiệu ứng màu sắc gì đó ha. Trên mạng thì chúng ta hay nghe blend màu gì đó, nghe rất là phức tạp. Thật ra là về vấn đề màu sắc, anh em hồi nãy có nghe anh Nicola nói về vấn đề xử lý màu từ khi chụp cho đến khi biên tập hình cho đến lúc mà in á, là một cái quá trình rất là phức tạp. Hồi nãy có bạn nào hỏi đó, thì bây giờ cũng vậy, bây giờ thực chất là còn phức tạp hơn nữa, bởi vì giờ máy ảnh rất là nhiều loại, nhiều hãng khác nhau, nhiều mà mỗi loại, mỗi hãng, mỗi model máy in máy ảnh đó, nó có một cái hệ nó gọi là profile màu riêng. Rồi giấy ngày hôm nay á, chúng ta thấy không phải chỉ là glossy hay là những cái giấy như hồi nãy Nicola nói, cái giấy đó là giấy, nó gọi là giấy mỹ thuật. Bây giờ nó hả là đến hàng trăm, nhiều trăm loại giấy như vậy nữa, nhất là giấy của tàu bán rất là rẻ ha, là cái chất liệu in. Đến cái phần gọi là cái ảnh, thì cái ảnh nha, chúng ta ngày hôm nay chụp máy ảnh số, mỗi hãng nó có một cái kiểu xử lý màu khác nhau nữa đó. Thành ra là từ khi anh em chụp, anh em nói là máy này đúng màu, máy kia đúng màu, không có đúng màu hết đó. Thì quan trọng là chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng màu hay một cái tông màu nó cho cái file ảnh của mình trên cái màn hình mà mình coi đó. Dĩ nhiên là mình phải cân cái màu ở trên cái màn hình mình nữa. Sau đó thì là xử lý màu theo cái mà mình nhìn thấy bằng mắt, đúng cái ý của anh em muốn nó ấm, nó lạnh hay gì đấy ha. Sau đó thì anh em mới nghiên cứu cái chất liệu in, có nghĩa là cái giấy hay là vải hay mica hay sắt đồng kẽm gì đó. Giấy thì rất là nhiều loại giấy, nó có cái cấu trúc điện tích của cái giấy khác nhau, chưa kể đến mực nha. Mực in cũng là một cái phức tạp liên quan đến màu. Rồi phải coi thử người ta in bằng máy gì, cái profile màu máy gì nữa. Nhất là anh em mình muốn thương mại ảnh thì nó là một cái quá trình phức tạp lắm. Thì hôm nay chúng ta chỉ, anh Hà sẽ chia sẻ chúng ta là xử lý ảnh sau khi chụp về thôi, về màu sắc trên cái màn hình máy tính của anh em bằng phần mềm Lightroom hay là Photoshop thôi. Còn mấy khúc sau kia nữa ha, thì chúng ta sẽ có những cái buổi khác. Đó là cái nội dung. Anh xem chưa? Sẵn sàng không? Có hồi hộp gì không? Hôm nay mình đại diện tinh tế, đại diện camera tinh tế công bố với anh em một cái điều. Nó mình nghĩ là cái điều này nó rất là quan trọng với cộng đồng thích chụp hình. Lâu nay á, mình phải đi deal, có nghĩa là đi mời anh Hà đến để chia sẻ cho anh em. Anh Hà thấy vui anh Hà sẽ tới, anh Hà không vui anh Hà nói thôi để hôm khác đó. Thì anh em có muốn là anh Hà chia sẻ thường xuyên với anh em không? Đó, thành ra là hôm nay mình không phải là công bố nhưng mà giới thiệu với anh em, anh Hà Photo kể từ giây phút này về sau sẽ là một editor chính thức. 6:52 ngày 12 tháng 5, anh Hà trở thành một editor chính thức và là nó kiểu như là một người điều hành, một mốt của camera tinh tế. Và anh Hà không những là mình không phải mời nữa mà anh Hà có trách nhiệm, có bổn phận là chia sẻ cho cộng đồng, ít nhất là cộng đồng Việt Nam nói chung. Mình sẽ đi nhiều nơi khác nữa, không phải ở đây không. Và cho anh em những kiến thức mà anh Hà đã có được, học được và đã là có một cái khoảng thời gian rất là dài làm việc nước ngoài cũng như ở Việt Nam. Ok anh, cho tràng pháo tay thật lớn, cảm ơn anh Hà. Như vậy là từ hôm nay anh Hà đứng ở đây nói không phải là một vị khách mời như mọi khi ha. Hôm nay với tư cách là một editor của tinh tế, có nghĩa là sau này tụi mình sẽ có nhiều cái hoạt động khác phức tạp hơn, phong phú hơn và phục vụ cho anh em một cái gọi là photo community nó vui vẻ hơn, để anh em có cái chỗ để anh em chơi. Anh Hà là một người sẽ review ảnh cho anh em, nhận xét ảnh cho anh em, chọn lựa ảnh hoặc là đồng hành với anh em mình sâu hơn, hàng ngày nhiều hơn. Thứ hai là một người moderator, có nghĩa là cùng với anh em, các anh em khác trong camera tinh tế để giúp anh em nhiều hơn về chụp hình, về thiết bị, về xử lý, về các loại ha, thậm chí là tham gia vào trong các cái
công việc mà như nãy bạn đã nói đó, mình muốn đi xa hơn trong công việc kiếm tiền bằng bằng nhiếp ảnh. Ok ha. Rồi cho trời hóa tay nữa. Cảm ơn anh. Nghe chưa? Không nghe đâu, Dưới kia nghe. Ok. Hello, được chưa? To nữa đi, tại vì anh để sát quá, để xa xa một chút. Rồi, được chưa các bạn? Ok, vậy được rồi, ok, được rồi, ok. Rồi. To quá. To quá phải không? Ok, thấy gì được rồi, thấy được rồi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu hả các bạn? Cái chương trình ngày hôm nay các bạn, nói chung nó là gọn có hai chữ gọi là plan màu. Tôi phải nhập gia tùy tục gọi là plan màu, mặc dù tôi không thích chữ đó lắm. Ok, nó có lý do các bạn, tại vì bạn biết là cái chữ bokeh đó, bạn có biết rằng trong vòng, tôi nghĩ chắc 10 năm trước đó, chúng ta không hiểu chữ bokeh là gì. Ok, nếu mà ai nhìn anh thì biết chuyện đó, cho tới khi nào, khi mà tới là từ tiếng Nhật các bạn, và nó diễn tả cái những cái hình, nó blur, background, và được chính thức đưa vô từ điển nhiếp ảnh. Và bây giờ khi chúng ta nói tiếng Anh với bokeh, với người nước ngoài, người nào cũng vậy đó, thì nó sẽ hiểu là hiệu ứng ở background, màu rất là đẹp. Okay. Hình ảnh cái chữ blend màu đó là nghe hơi ngộ nghĩnh, là vì blend là tiếng Anh mà màu là tiếng Việt. Sau tôi biết blend màu đến chi tôi cũng chẳng hiểu tại sao không gọi là color blending hay là trộn màu. Và nếu bạn cứ tiếp tục gọi blend màu thì tôi nghĩ là sẽ không có được vô từ điển nhiếp ảnh chính thức đâu. Nhưng mà cái chính là ngôn ngữ mà thôi. Miễn là bạn nói, khi bạn nói chữ blend màu bạn hiểu người ta muốn nói gì mới là quan trọng. Thành ra blend màu thực chất tức là bạn hiệu ứng màu sắc. Và hiểu màu sắc căn bản nhất chúng ta muốn đầu tiên là hình trắng đen, rồi chúng ta muốn hình sepia, chúng ta muốn hình cross processing, rồi từ đó chúng ta lên dần đến thời đại khác. Và ngày nay là đối với tôi đó là cái kỹ thuật bạn chụp và cái chuyện mà bạn ngồi một mình tự kỷ đằng sau computer là hai thế giới. Thời gian có thể chia ra 5 năm được nếu bạn là cái người thích chơi computer, thích chơi hình. Thì nhiều khi mình ngồi mình muốn trải nghiệm này các bạn rất là nhiều. Thành thử ra ngoài những vấn đề bình thường các bạn chỉ chỉnh màu thôi, bây giờ nó có thế giới đó, tôi nghĩ là nhiều, rất là nhiều. Và mình có rất nhiều tự do, mà không cần một cái phòng 6-8 mét khối như anh Nicholas hồi nãy. Hậu kỳ cái đó rất là mệt, hay là vô chưa vô bụng tắm. Rất là mệt đúng không? Chúng ta giờ chúng ta thoải mái, ngồi từ từ mà ta làm. Thì để cho các bạn dễ hiểu, tôi chia ra là ba cái từ sau đây. Okay. Toning, tinting and color grading. Okay. Hay là bạn gọi là, đúng rồi, tôi nghĩ là mapping cũng được. Nhưng mà tôi chia là ba cái như vậy. Sau đầu tiên á là định nghĩa trước cái đã. Toning, nếu bạn là cái người mà chơi ảnh xưa thì bạn hiểu toning có nghĩa rằng là bạn cho cái hình trắng đen nó một cái tông mở, gọi là toning. Okay. Còn tinting á là nó dễ hiểu hơn. Tinting các bạn có hiểu cái nghĩa cái kính của mình nè. Nếu bạn là kính màu đúng không? Thì các bạn cái lớp trán này là cái lớp màu không? Thì tinting mình để lên thì bạn sẽ thấy màu nó sẽ khác cái người kế bên. Thế là bạn có một cái lớp phủ lên trên. Okay. Cái lớp phủ đó là màu sắc. Thì bạn có thể là phủ tông này, tông này, tông này, tông này. Cũng phủ tông diện tủ. Okay. Thì khi bạn phủ lên như vậy á, thì có thể phần lớn người ta sẽ phủ lên đó một cái hình màu. Trong cái lớp tinting cái hình màu đó. Tuy nhiên chúng ta đi đến giai đoạn bây giờ là nhiếp ảnh nó phát triển quá rồi, nên cái khái niệm giữa toning và tinting nó gần như nó mờ rồi. Bạn có thể tone một cái hình không cần trắng đen mà cho cái hình màu vẫn được, hay bạn có thể tinting không cần cái hình màu, hình trắng đen cũng được, sau đó sự lựa chọn của mình. Cái technique thứ ba tôi nghĩ là thú vị nhất các bạn là color grading, hay nếu bạn dùng là color mapping cũng đúng, nhưng mà color mapping nghe trừu tượng quá, color grading nghe hiểu nhiều hơn, vì nó áp dụng trong phim ảnh nước ngoài rất là nhiều, phim Hollywood rất là nhiều. So color grading có nghĩa rằng là bạn quyết định là bao nhiêu shadow màu này, bao nhiêu highlight màu này, và ở chính giữa mid tone là màu gì. So cái đó là color grading, và tôi nghĩ là tôi cố gắng là tập trung phần cuối thứ ba nhiều hơn vì nó thú vị hơn. Rồi bây giờ trước khi bắt đầu tôi muốn một số khái niệm về màu sắc bạn cần phải biết để bạn làm. Cường mở cái slide này nè Cường. Cái slide tên là template đó Cường. Mở lên. Thì đầu tiên anh muốn em vô website này cho anh đánh cái chữ này vô. Color.adobe.com cho anh. Ở đây có vô internet được không mấy bạn? Computer vô internet được không?
đánh vô cường, đánh vô cái chữ đó. À, tôi muốn bạn có một tí xíu khái niệm về màu sắc, ok? À, cái này là của website của Adobe, rất là dễ dàng. Nó quên chữ đó rồi. Color chấm chấm Adobe. À, nó có sẵn luôn. Đó, cái color wheel đúng rồi, cập nhật đó. Rồi. Rồi ha. Cái này vui lắm này nha. Cái anh làm gì làm thì biết này. Rồi xong. Bây giờ á, Cường vô phía bên chợ color rule, Cường bấm cho anh Hà chữ try it. Dưới. Này. Try it. Dưới xuống nữa. Rồi try it. Cập nhật đó. Rồi. Nếu bạn bắt đầu chơi màu, bạn phải biết tí xíu về về lý thuyết màu đúng không? Dễ mà. Coi nào, dễ lắm. Bây giờ á, bạn thấy là chúng ta có ba màu chính. Đấy. Nó gọi là primary. Tại vì mặc định để cho tôi chạy hết thì sao? Bây giờ Cường di chuyển ba cái bánh sao tới yellow, red, yellow, blue cho anh Hà. Đúng rồi, vô Cường hơi yellow chút xíu. Nè, yellow được, hơi yellow, rồi dừng lại. Rồi, bạn thấy là primary color đây. Red, blue and yellow. So cái chỗ chính giữa này nè, cái chỗ này nè, chỗ này giữa màu vàng với màu đỏ đó, bạn tưởng tượng đây là sting dâu, đây là A1 ha. Mà có đứa màu cam cam này, bạn trộn thử biết liền, uống biết liền. Thì bạn có cái màu cam, ok. Bạn mix đây, bạn được màu blue, bạn mix đây, bạn... Ba cái màu này primary, bạn đừng bao giờ mix, bạn đừng bao giờ cho cái hình mình có ba màu này, không nên. Trừ khi bạn muốn giật gân, muốn cho nó chói mắt thì bạn cứ làm. Xin lỗi. Nhưng bạn không nên làm như vậy, ok. So bây giờ mix màu như thế nào thì sẽ đẹp. Cường xuống cái nút cái gì, complementary. Ok, nếu bạn ngồi mà thắc mắc complementary là gì, có nghĩa là bây giờ bạn thấy là hai cái màu đối diện nhau, nó sẽ đi với nhau. Ok, so bây giờ cái bản này rất là thông minh. Bạn phối màu thì bạn thấy là cái chiều bên này là bao giờ nó cũng là cái chiều tông ấm, và chiều bên kia bao giờ cũng là tông lạnh hết. Tôi bảo đảm không có chuyện mà làm được đâu. Thành thử ra bây giờ Cường xoay thử cái chiều nào cũng được, xoay tới màu cam cam cho anh Hà. Thì bạn đấy, nó hơi cam rồi, qua quá, bớt lại, rồi được rồi. Bạn đang ở trong cái vùng mà bạn, mà bây giờ đang là phổ thông, các bạn chỉnh màu. Qua xíu nữa Cường, anh muốn cái màu cyan chỗ này nè. Lên nữa, gần green, nữa đi. Không, nữa, xoay tiếp. Nữa, rồi dừng lại, dừng cái đó, rồi. Ok. Bạn có bao giờ bạn nghe trong giới với bạn nói chuyện với nhau, hay là bạn bè nói chuyện cà phê, chuyện nó dùng cái chữ là orange teal, ok, tông màu phổ thông. Giờ phim ảnh á, coi phim Her rồi phim này phim nọ đó, đặc biệt đó là ở đây có ai có phim đoạt giải Oscar vừa rồi, tên là Shape of Water, không coi hả? Sao không coi phim người tình người cá hay mà, ai người coi, ai coi phim đó rồi, ít ra có một người coi, rất nhiều người coi mà. Rồi thì em có nhớ trong cái đoạn ông này ông vô mua chiếc xe hơi không? Mua chiếc xe hơi á. Thì ông nói là gì? Green. Cái người bán hàng quay qua nói gì? Teal. Là ông là rất là kỹ, ông dùng chính cái từ đó diễn tả cái màu này nè. Có nghĩa sau cái ông này, ông nghe cái ông đi làm thì vô chỗ làm thì nhân viên định bợ nói là ô, xe này mà green đẹp quá, ông quay qua nói teal. Tức là tao là cái người biết màu đúng không? Thì bạn thấy đây là cái tông màu đó là phổ thông khi bạn chỉnh màu. Và tương tự như vậy, nếu bạn quay phía bên này là một tông màu ấm hay tông màu lạnh, okay. Có nhiều khả năng khi bạn chỉnh màu mà có người trong đó, bạn sẽ ưu tiên cho gì? Cho skin tone người tông ấm, và cái phần bên kia bạn giao cho cái phần tông lạnh. So, thì giờ lý thuyết đã, đừng lo, chúng ta không đi quá nặng nề và đừng sợ. So bây giờ Cường qua trên hàng tiếp cái analogous. Trên cùng. Ok. Analogous, bạn nghe bằng theo như tôi hiểu, nó ví dụ cái thuật ngữ thôi. Có thể hiểu là harmony. Harmonious hay là achromatic, tức là những cái màu hàng xóm nhau thì nó dễ dàng đi với nhau hơn. Ok, nếu bạn muốn tương phản á, thì bạn đi hai cái màu đối nhau. Còn bánh bạn muốn nó nhẹ nhàng thì bạn đi những màu hàng xóm nhau trên cái bánh xe màu á. Thì nếu bạn đi như vậy á, thì cái lợi điểm là nó relax, nó mềm mại. Nhưng mà bạn sở hữu hiệu ứng vintage, bạn biết cái tờ giấy mà khi mà nó phai mờ đi á, nó phai từ từ mà đó gọi là phai, mà nó phải đi từ từ đúng không? Cho nên bạn có cái ý định là mình muốn làm nó có cái giá trị vintage mờ đi theo thời gian, thì bạn phải mờ từ đâu?
Thí dụ tôi bắt đầu từ màu màu cam đi, cường xoay đại, cái nào cũng được xoay đại đi. À, nó sẽ nói là mày phải đi. Không được. Tức là analogous đi. Nó đi hết miền giáp thật kỳ vậy. À, cái giữa này, cái giữa này, đó, đúng rồi, này đúng nè, đó, để nó đi nè, nó đi, thấy chưa, em này giỏi quá, ha. Thì giờ, bạn thấy, giả dụ tôi muốn cái chỗ, qua nữa đi, rồi, giả dụ giờ tôi muốn là cái hình tôi nó màu đỏ mà nó bị phai, thì nó phai đâu? Nó phai qua cái màu mà saturation thấp hơn, đúng không? Không phải là bên vàng không? Thì cái giá trị nó sẽ dễ hơn, chấp nhận hơn, cái ha. Rồi kế tiếp, cường điểm như thế nào, monochromatic. Monochromatic là xếp hàng một như vậy, rất là tại sao, tại vì tại sao vậy? Có nghĩa rằng là bạn sẽ dùng một màu mà thôi, nhưng mà bạn sẽ xếp nhiều cái value saturation khác nhau trên một cái hình. Cái này rất là có lợi khi bạn thôn hình trắng đen. Sao bạn làm những này? Đó là bước một lý thuyết đó đã. Ok, bước hai là vui hơn, bạn không cần phải nhớ bằng này thứ. Ok, bạn rất là an toàn nếu bạn làm chuyện sau đây. Ok, cái website thứ nhì, mở cái slide thứ nhì, có website thứ nhì đó. Gọi là Coolers, mở lên đi coi biết liền. Tôi đọc, các bạn ghi dưới, bạn muốn thích thì quý vị tham khảo thêm. Coolers, không phải là Colors nha. .co, không phải .com đâu. Coolers, okay. COO, tiếng Việt, Coolers. Có chữ S, có chữ S, Coolers, .co. Enter. Rồi, đây là website free nha. À, tôi quên nói một chuyện nữa. Nếu mà Photoshop bạn mà nó có cái extension cooler, đồng âm nhưng mà khác cái spelling, cái chữ viết thôi, nó gọi là cooler, thì bạn cũng được. Nhưng mà cái này nó free mà, nó dễ mà. So bạn có thể là vô explore, cường cái explore cường. Đây là những cái màu mà nó đi đôi với nhau một cách dễ dàng. Khi bạn cần phải gradient cái tông màu gì đó thì bạn nhìn vô đây. À, nó có, ví dụ như tôi muốn là tông ấm thì giờ tôi đánh vô cái chữ mà filter tag, rất cường, đánh vô cái ô vuông, đánh chữ nhà cái chữ honey pot đây này, nè filter tag á, rồi kích cho đó, rồi đánh vô chữ honey pot, honey honey, biết honey không, honey là mật ngọt á, có space, có space, space pot, pot, enter. Ok, đây cái màu tôi rất là thích, tôi có 5 màu, tôi có 5 cái gradient thôi. Và tôi có thể, trên máy của tôi là tôi đã custom cái này rồi. Và tôi khi tôi chỉnh màu, tôi chỉnh theo cái gradient này. Ok, dĩ nhiên bạn có thể set up ra cái khác, bạn bấm những cái chữ là cool color hay là warm hay là sunset, sundry gì đó. Không biết làm gì làm, thì nó sẽ là cái màu đó, bạn chỉ bằng gradient như thế nào. Sau bạn phải biết cách làm, chút gì bằng cách làm. Nhưng mà, hoặc là bạn có thể xài preset của Photoshop, vẫn ok. Còn bạn có thể là so lý thuyết với bạn, lý thuyết màu sắc có vậy thôi. Giờ việc ứng dụng ha, tôi phải làm lẹ. Giờ ứng dụng, trước khi bạn làm á thì bạn phải biết công cụ của mình. Cái công cụ của mình đầu tiên á là bạn phải nắm blending mode. Ok, so blending mode đó bây giờ em làm nó kịp cực, làm cái giống như anh làm được không, làm cái dưới màu xanh cyan rồi ba cái ô vuông trắng đen xám được không, biết làm không? Làm đi. để giải nghĩa blending mode, tôi phải chỉ bạn cái cách mà xài blending mode. Tại vì á, bạn sẽ sử dụng màu địa phương dưới này với cái hình laser trên, mix nó vô. Và giờ tôi hỏi bạn nè, nếu mà cái hình của bạn mà đủ sắc độ saturation á, đủ, thì cái chuyện blending bạn rất là khó. Ví dụ rất là đơn giản, bây giờ tôi đưa bạn một ly, một cái là nửa ly nước tinh dầu. Nó đậm không? Nó đậm đúng không? Giờ tôi đổ màu vàng vô thì kết quả là gì? Màu vàng mix với màu đỏ ra màu cam. Và that's it, có vậy thôi. Bây giờ á, nếu mà tôi muốn đổ màu vàng vô mà tôi muốn màu vàng nhiều hơn màu cam mà vẫn giữ đúng cái dung lượng 50-50 đó, thì tôi làm cái gì? Tôi phải pha cái màu đỏ đó loãng đi đúng không? Cũng 50% mà tôi pha loãng đi, thực chất là giảm saturation. Nó phải nhạt đi thì màu mới vào được. Cái chuyện mà tôi vừa nói nó gọi là faded. Faded. Cái hình địa phương, cái hình gốc của nó phải nhạt thôi thì cái màu mới vô mới được. Sao các bạn không hiểu chuyện này, các bạn chỉnh màu hình này được, cũng cái technique, cái kỹ thuật đó, bạn qua cái hình khác, ủa sao nó không được, tại cái màu địa phương nó màu khác.
So cái chuyện tốt nhất, tôi nghĩ bạn fail đó, tôi không nghĩ bạn lấy hết đâu, vì bạn lấy hết á thì cái màu địa phương nó mất. Chúng ta cũng muốn cái màu địa phương xíu mà. So các bạn fade it. So khi bạn tôi làm màu, tôi làm 3 step sau đây. Cái thứ nhất là phải fade it, cái giảm đó. Cái thứ nhì là tôi với cho màu vào. Và cái bước cuối cùng nếu có thể làm là tôi chỉ có fine tune cho đúng cái thẩm mỹ tôi thích thôi. Rồi cái bước hai là quan trọng nhất, là nó quyết định toàn bộ cái hình mình tông màu gì, tông màu gì. Rất là dễ làm, ok. So, cảm ơn Cường ha. Rồi bây giờ Cường cho các bạn coi layer trên, một mình layer trên thôi. Tắt layer dưới đi. So bạn thấy đây là một cái transparent, tức là nó không pixel gì hết. Và trên chúng ta có ba cái ô vuông đen, xám và trắng, ok. Khi bạn làm việc, cái này bạn có vất vả là bạn làm việc với luminance rất là vất vả. Chỉ như nói gì hơi ghê mà sự thật mấy bạn hiểu chả có gì khó khăn cả. Bạn cứ nhớ là RGB, Red, Green and Blue. Đó là một cái hình mình được cấu tạo bởi ba cái màu đó, và ba cái màu đó có luminance. Nó có luminance trong đó. Cho nên nếu bạn chỉnh màu đỏ mà cái vùng kia có ảnh hưởng, chứng tỏ là nó có màu đỏ ở mức độ thấp hơn mà thôi. Cho nên đừng có nghĩ rằng là tôi chỉnh đỏ sao mày nó bị. Nó có mà. Thành thử các bạn mà cách đây cái workshop tuần trước tôi có làm lần rồi, là tôi cho bạn coi ba kênh RGB, ok. Cái kênh đỏ thì màu nó sáng đúng không, có nghĩa là nó chứa đỏ nhiều, và bạn click hai kênh ít hơn mà nó có màu trong đó. Cho nên bây giờ tôi minh họa với bạn là không có màu, chỉ có luminance mà thôi, tức là trắng đen và xám chỉ có vậy mà thôi. So Cường click vô cái ô thôi làm đường đi, mở cái này đó. Bây giờ bạn thấy là cái blending mode này có rất là nhiều, nhưng mà hiện giờ á mình là học từ từ, có thằng lặn bò lên. Thì cái nhóm đầu tiên là cái nhóm darken, nhóm thứ hai là cái nhóm lighten, nhóm thứ ba là nhóm midtone, có vậy thôi. So bây giờ Cường click lên hà cái multiply từ trên xuống dưới, multiply. Ok, bạn thấy chuyện gì xảy ra? Những cái pixel sáng của mình nó lấy đi các bạn, nó lấy đi. So những cái màu xám dưới giữa là cái màu mình là màu đỏ, nó mix với màu xám. Nó ra vậy, màu đen nó không làm gì hết. Ok, tương tự như vậy tôi sẽ tiếp tục với cái tone là screen mode. Thì bạn thấy là những cái pixel xám nó mix với cái màu đỏ và nó sáng lên. Cái liên nó sáng lên và cái này trắng này màu đen biến mất. Và cuối cùng tôi chọn là soft light thì thằng này sẽ thấp xuống, thằng này sẽ sáng lên và chính giữa sẽ biến mất. Dựa trên nguyên tắc này, có nghĩa là khi mà bạn xài blending mode là bạn thực chất bạn tác động một số pixel của hình này lên cái hình này và nó sẽ lấy đi một số những cái luminance. Ok, hình nào cũng có luminance hết đó, hình nào cũng có. Vấn đề là bao nhiêu thôi. Muốn biết á thì cần cứ vô cái ô vuông này ha, ô trắng trắng là foreground hai lần. Mở cho bạn coi. Ô trắng trắng này nè, cái foreground á, click hai lần. Bạn coi nè. Ví dụ như giờ bạn click lại chính giữa cái hình rồi, đâu cũng được rồi. Tại cái điểm này hiện giờ đó tôi có cái giá trị H là hue. Hue đây nó để là 0, 0 nghĩa là 0 độ nha. Là trên cái vánh xe màu, không phải là 0 độ là đi 0 độ đâu. Không, đây là cái bánh xe màu tính từ vị trí số 0 ta có màu đó. Và đây là mang tính giá, nó không có tính giá trị, nó có tính vị trí. Đúng không? Thưa bạn, bây giờ tôi để yên đó, tôi không làm giá trị giờ Cường, để yên đó ha. Bây giờ Cường chỉ có việc là di chuyển cái thanh gradient bên này là Cường, di chuyển đi. Thì bạn thấy thay đổi nè, thay đổi kìa, thấy không? Chị H thay đổi kìa. Có nghĩa rằng là cái bánh xe màu đang xoay. Thành thử tới cái vị trí đó 54 độ bạn có màu này. Tại cái vị trí này bạn có sắc độ là 44%. Ví dụ bây giờ Cường kéo cái này qua hết bên này, Cường kéo hết qua bên này. Có nghĩa là bạn desaturate, lấy hết màu đi và kết quả bạn có luminance của cái màu đó. Đấy. So bây giờ làm ngược lại, Cường kéo qua phía bên này. Maximum luôn. Có nghĩa là hình cái màu này nó gọi là pure color, vì trong đó nó không có tí xíu luminance nào hết. Thành ra bạn xài blending mode, bạn coi chừng là có thể nó không có làm được gì đâu. Là vì bạn đã ký hết trơn rồi, thì bạn xài cho ngay chỗ này nè. Ngay chỗ này mà bạn xài soft light chưa chắc có tác dụng. Rồi vì nó không có xám trong đó, nó không làm gì trơn hết. Nó không có xám trong đó, sao nó không làm gì hết. Tương tự như vậy, nếu bạn di chuyển theo chiều này á, là bạn cho luminance vô hay ít đi. So trên cái bảng này, từ đó bạn biết được là chúng ta đang làm gì. Đó chỉ là dùng công cụ để giải nghĩa thôi, chứ thực sự tôi có ít dùng lắm, mà tôi cho bạn biết là nó xảy ra là như vậy. Xong rồi Cường, rồi bây giờ chúng ta tôi dừng lại phần giới thiệu là vậy, blending mode là vậy, rồi gì nữa chúng ta là xong rồi đó. Rồi giờ tôi với ứng dụng vô,
Tôi làm hơi vắn tắt một chút. Rồi các bạn câu hỏi gì không? Sau cái phần, lớn tôi làm xong, các bạn hỏi tôi làm tiếp phần kế tiếp. Được chưa? Rồi ha. Rồi giờ mình làm. Giờ mình làm bắt đầu á. Cái chủ đề trắng đen là cái chủ đề lớn các bạn, cho nên tôi sẽ hy vọng như tôi vừa nói với tư cách tầm mốt đấy, sẽ có một ngày đẹp trời tôi sẽ làm chuyên về trắng đen. Sau hiện giờ coi như hình trắng đen có sẵn đi, tại vì hơi lạc đề chút, nên tôi làm trắng đen hơi lạc đề chút. Thành thử ra giờ ở này, giả dụ như tôi có cái hình trắng đen, kiếm hình trắng đen nào cũng được cưng. Rồi mình sẽ mở lên, rồi mở lại, mở lên cho Photoshop. Cái giả dụ tôi có hình trắng đen thế này, số cái chuyện đầu tiên tôi muốn làm á là tôi muốn cái hình này nó toning, đấy, toning là cho màu vô. Có rất nhiều cách làm, rất nhiều ha. Thành thử ra thường thường nguyên tắc chung khi bạn chỉnh màu, bạn đừng có dại dột làm lên cái hình gốc của mình. Như là hình gốc của tôi không có làm, và tôi sẽ tạo một cái adjustment layer nằm phía trên mà tôi sẽ modify cái hình cho nó dễ. Thì có rất nhiều cách làm, bạn nhiều lắm. Thì giờ một cách đơn giản nhất là bạn cho một màu lên. Thì giờ Cường đất cái đó, bấm cho anh Hà cái color balance. Rồi giả dụ như cái hình này giờ tôi có ba lần đây, thường thường tôi chỉnh nó mid tone vì mid tone nó chứa nhiều dữ liệu nhất. Bạn có thể bắt đầu từ shadow, bắt đầu từ highlight đều được hết. Nhưng mà tôi tone cái hình này từ mid tone. Thì giờ bạn thấy nếu mà Cường kéo cái yellow ở phía bên này cho anh Hà khoảng bao nhiêu giá trị, khoảng trừ 45 ví dụ vậy, bên kia kéo lên khoảng 50, thì cái này gọi là toning. Bạn cho cái giá trị yellow bao nhiêu, có nghĩa là khi bạn cho yellow vô, có nghĩa là bạn lấy đi blue đúng không, bạn cho red vô bạn lấy đi cyan. Sau bạn nhìn ba cái thanh này, bạn đừng có nhìn là ba cái thanh mà nó là một cái vòng tròn liên tục người ta ngắt ra thôi. Nó sẽ đi là từ đỏ qua cyan, rồi xuống green, rồi qua magenta, rồi xuống blue, tiếp tục như vậy. Sau bạn thấy là cái này nó gọi là sepia, tức là bạn tone cái hình nó nâu đỏ và sepia. Đây là cách làm tắt của tôi. Còn nếu là bạn là cái người mà làm bài bản á, thì bạn sẽ cho một cái gì, một cái màu vô, và cái màu đó là màu nâu đỏ. Sau Cường delete cái đi, Cường delete cái đó, em click vô adjustment layer, em chọn trên cùng cái select color. Đấy, cái select color này á là bạn phải lựa cái màu cho nó. Giả dụ như tôi lựa cái màu nâu đỏ, và bây giờ tôi không có nhiệm vụ phải lựa chính xác là lựa đại cũng được, ví dụ vậy tôi click ok. Cái tôi không nhiệm vụ phải lựa liền đúng liền. Bây giờ tôi tone nó vô thì tôi có thể cho cái màu soft light gì đó, không biết ý chàng đâu khác gì đâu. Nhưng mà cái này làm đúng hơn, cái này nó bài bản hơn. Ở toning mà, thì anh cho cái màu vô thì thôn cái hình, nó là vậy thôi. Và nó bài bản hơn là vì nó rõ ràng. Còn các bạn xài kiểu kia là kiểu tôi làm á, vì tôi làm nhiều quá, tôi nói gì mà cho gì được vậy. So toning rất là dễ, bạn cho lên. So bây giờ tôi sẽ ví dụ cái nữa, bạn có thể áp dụng trên hình màu nếu bạn thích. Okay. À, Cường trả về mode normal, Cường. Cái mode normal, ok. Tôi phải làm vậy, bạn có tại sao? Tại vì tôi vừa demo cho bạn ba cái hình nó gọi là trắng đen xám, nhớ không? Tôi làm hình trắng đen đúng không? Lý do của tôi là vậy. Thì giờ đây là một cái blend, cái mode nó là mode normal, cái hình trên sẽ đè với hình dưới. Và cái tone đó mà, tone nó đi dùng ba cái mode. Thì cái mode soft light là cái mode đặc biệt, nó cho màu sắc vô tùy theo cái luminance ở dưới. Trắng đen là luminance đúng không? Không có màu ở dưới nên tôi không bận tâm. Sau khi Cường đổi soft light một cái thì cái màu trắng nó sẽ có màu này, màu đen, màu xám, nó có màu này. So thứ nhất là toning đơn giản là vậy. Và đặc biệt hơn, bạn có thể tone đặc biệt hơn. Thì tôi sẽ trở lại toning chút nữa, vì cái này nó quá đơn giản, ai làm được hết. Nhưng mà nó sẽ tinh vi hơn chút, chúng ta qua cái đó ha. Rồi, được rồi Cường. Bây giờ chúng ta qua tới xíu về tinting. Sự thật cái này có thể gọi là tinting được. Lớp kiến á, lớp tint á, mình phủ lên. Rồi bây giờ tôi demo cho bạn một cái nữa. Nếu bạn làm hay hơn, tinh vi hơn, bạn có thể cho một màu vô shadow vùng tối, một màu vô highlight. Và trong Photoshop có rất nhiều cách làm để bạn được cái đó chói mắt em. Có nghĩa là bạn tone màu shadow này, tone highlight màu này đều ok hết. Sau bây giờ dễ tôi qua một cái kế tiếp nữa. Cường mở cái hình hình nào ta? Hình 817 đi. Hình này nè. Cái giữa đó. Thôi, mở hình này đi, hình này violet orange này. Ok, mở lên. Rồi. Mở lên. Ok. Rồi, giả dụ giờ cái hình này tôi muốn cho một màu vô shadow, một màu vô highlight, tôi muốn như vậy. Tôi nói trước nha, có rất nhiều cách làm nha. Rất nhiều. Miễn là bạn làm đúng tôi làm thôi.
Khi bạn hiểu concept rồi, bạn có thể xài bất cứ phần mềm nào chứ không bắt buộc phải xài như tôi làm. Miễn là bạn nói, ơi sơ đồ này, hay là bộ này. So, để demo tôi làm hai cách thôi, thì bạn có lẽ phải nghĩ hơn cho tôi mới đúng. Thì đầu tiên tôi muốn là cho một màu vô shadow, tôi xài gradient map, ok? Gradient map là cường. Thì trong gradient map, em click vô cái map page cho anh. Click vô đó, để mở ra. Em xài cho anh Hà cái số, cái đó đúng rồi. Rồi bây giờ mở tướng lớn lên cho các bạn coi. Kéo ra ngoài được không cho bạn thấy? Kéo cái map ra ngoài, đúng rồi. Sao bạn nhìn nè. Trước khi chuyển qua cái này đó cường, em làm cho anh Hà cái mặc định đen trắng đi. Mở cái map đen trắng. Mở đó. Rồi. Mapping nghĩa là gì? Mapping, map là bản đồ á. So, mapping. So, grading cũng là nó. Grading có nghĩa là tôi muốn là từ bên đây, hình này nè, nó có dữ liệu từ tối nhất sang sáng nhất. Tối nhất sang sáng nhất. Giả dụ tối nhất ở đây là màu. Từ đây sang đây bạn có bao nhiêu dữ liệu, bao nhiêu level sáng tối? 255. Đúng không? Hay là 8. So, tôi bắt đầu bên đây màu đen trước nè. Sau khi tôi kéo qua đó thành màu trắng đúng không? Nhưng mà thay vì tôi dùng từ đen sang trắng, tôi dùng một cái mapping, giả bị cái cũ cường. Ok. Rồi giờ thông minh nè ha. Bên tối cho màu gì? Bên tối á. Cho màu. Màu. Tiếp. Purple, right? Và cứ từ từ đi qua tới bên kia là màu cam. Nếu bạn chịu khó, bạn để ý cái này nó giống y chang bánh xe hồi nãy, cái bánh xe mình quay mà gì đó. Compliment á. So bên này là cam, bên này là ấy đúng không? Bây giờ bạn nói, ok tạm thời chấp nhận đi. Bây giờ mà tôi vô trong blending, nó chỉ đè ra tôi làm gì hết trơn đó. So tôi có hai cách làm. Cách thứ nhất là tôi giảm opacity. So giảm nhẹ xuống cường opacity xuống. Giảm nhẹ xuống. Khi bạn giảm nhẹ vậy thì shadow vô đâu, highlight vô đâu đúng không? Yeah. Nhưng mà bạn, nếu bạn muốn một cái sức contrast với cái hình của mình thì bạn làm cái gì? Soft light. Tức là bạn thực sự bạn blend màu vô á. Có nghĩa là cái màu của cái gradient đó, từ vị trí đen trung bình xám gì đó không biết, và cái hình dưới nó sẽ tác dụng với những cái luminance đen sáng trắng ở dưới đó, và nó cho cái tông màu nào đó. Thì cách kế tiếp bạn để cái mốt là soft light. Nó thực sự nó blend vô. Sau cần tắt mở bạn coi. Đó, thấy chưa? Có nghĩa rằng là gradient. Nên này là preset của Photoshop nha, mình chưa có làm gì hết. Tuyệt vời luôn, được vậy. Rồi, bây giờ nếu bạn muốn modify cái này, bạn nói, tôi thích cái màu anh Hà nói hồi nãy là cái màu teal orange gì đó, không biết. Sao bạn không bắt buộc thay bánh xe màu đó, miễn là bạn hiểu là tông ấm, tông lạnh là cái gì. Sao bây giờ tôi sẽ modify cái gradient này, rồi mở gradient trở lại. Ok, click chuột lên đó. Click chuột lên cái gradient cho anh Hà coi. Rồi, mở ra. Tôi muốn bạn hiểu cái này. Tôi bạn hiểu cái thanh gradient này. Ok, bạn thấy phía bên trái mình nó có hai cái stop, bên phải mình nó có hai stop. Ok. Cái dưới đó bạn, hai cái nằm ở dưới á là cái hue. Nhớ nha, một màu nó có ba cái property, ba cái thuộc tính, đúng rồi. Color có ba thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là hue. Hue có nghĩa là bản chất màu sắc. Nó nghĩa là nếu mà bạn đổi nó ra màu khác thì bạn sẽ đổi cái hue thành màu khác luôn. Còn nếu bạn muốn đổi sắc độ, có nghĩa là đậm lên hay nhạt đi. Nếu bạn hiểu đậm nhạt là gì, đậm nhạt chẳng qua là xa rời grayscale. Cái ô vuông này nhớ mình là grayscale nhớ không? Đi về phía này là màu sắc sẽ rực rỡ hơn. Mà đi phía này là bạn cho trắng đen xám vô tùy bạn nằm rồi tôi chả biết. Thì bạn sẽ có được là hình nó sẽ hơi đi saturated xíu. Nó sẽ nhạt hơn chút là vì bạn cho trắng đen xám vô. Ok. Còn gì nữa? Luminance, lightness. Lightness là bạn control lightness. Là luminance, ok. Thì giờ cái hình này, hai cái stop ở dưới, giả dụ giờ tôi muốn đổi cái hình này màu tím đúng không? Tôi muốn đổi màu cyan hay là cái màu tôi nói này bạn màu teal vậy đó. Sao cần click vô ô vuông đó cần. Khi mà click vô cái ô vuông này, bạn coi cái giá trị brightness của nó bây giờ là 35%. Đúng không? Tức là cái độ sáng nó 35. Bạn đừng có đụng tới nó. Nếu bạn muốn đổi màu, nếu bạn đụng đổi màu, đổi cái hue, giữ nguyên cái giá trị đó. Bạn thay đổi cái hue thôi, thành này đúng không? Thì giờ bạn cửa sổ xuống cyan cho anh Hà. Cyan. Ủa đang làm đâu vậy? Ở bên tối đúng rồi, bên cyan là bên tối nè. So, tắt mở before after thấy không? Có before after không? Không có hả? Rồi cũng cyan rồi, đại khái cyan được rồi. So bạn sẽ thấy như vậy. So bạn sẽ click OK. Bên này bên cyan nè. Bên này là bạn muốn định màu gì bạn click cho đó. Thì bạn chỉnh tiếp. Thôi đừng chỉnh được rồi. Rồi, hai cái stop ở trên đó bạn. Hai cái stop ở trên đó.
là opacity. Ok, bây giờ cần kích vô cái một trang màu đen bên đây trước, màu đen đây nè, bên trái, kích vô cái đó. Khi bạn click thì nó kích hoạt cái này đúng không? Có nghĩa là cái màu này bạn đang sử dụng 100% opacity của nó. So click bên này cho anh Hà. Hiện bên đây, giả dụ như bây giờ giả dụ thôi, Cường giảm opacity 0%. Bạn thấy chuyện gì xảy ra? Chỗ đó không có pixel. Có nghĩa là cái hình này bạn chỉ tone bên shadow mà thôi. Mà khi nó lên dần không có pixel, nó không có tone, nó không có blend được. Và kết quả là cái phần kia là của hình gốc, nó không làm gì hết. Bạn hiểu được cái gradient map chưa? Đó, khi bạn hiểu cái này rồi thì bạn tự nhiên bạn nói ú, sao làm tôi dễ vậy, vui vậy. Ok, từ đây bạn có thể bắt đầu là chỉnh màu grading được rồi. Thì giờ tắt đi Cường, cắt đi. Ok, bây giờ em mở hình trắng đen lên cho anh Hà, chỉ các bạn xài trở về toning mixing thing nữa. Hồi nãy tôi chỉ bạn đơn giản là bạn chỉ cho một cái hình vô mà thôi, chỉ một cái hình trắng đen có màu thôi. Và cái màu đó là solid một màu đúng không? Hơi boring, hơi chán đúng không? Bây giờ tôi muốn bạn hả? Hình nào phải không? Hình trắng đen, hình hồi nãy cũng được. Thôi dễ lắm. Mở hình đó cũng được, mở hình đó đi. Rồi, giờ mở hình này. Giờ bạn coi nè. Bây giờ Cường vô gradient map lại cho cũ cho anh Hà. Rồi bây giờ bạn coi nè, hả? Quên dừng đó. Bạn coi này nha. Tại sao có hình này? Tại sao? Cái bên này bên tối nè, mà bạn lại cho một cái giá trị brightness nó quá sáng. Kết quả là bạn muốn bên tối sáng. Bạn muốn bên kia lại khác. Bạn thấy này giống gì biết không? Giống phim á, negative âm bản á, bạn làm ngược lại mà. Ai biểu? Đấy, so, đại khái cho bạn coi biết thêm kiến thức cho vui thôi. Rồi bây giờ tôi muốn, bạn có rất nhiều filter, rất nhiều filter. So Cường mở thêm filter bạn coi bên ngoài, click bên phải đó Cường. Mở thêm bên ngoài cho anh Hà, mở ra. Cái nút kế bên, nhỏ nhỏ, kế bên. Đúng rồi. Ủa tắt. đúng rồi, đó, mở ra, rồi. Nè coi nè, photographic toning. Dĩ nhiên mà có thể tìm thêm mấy cái khác nữa nha. Tôi không có giới hạn chuyện đó. Nhưng mà tôi đang nói chuyện đây là bạn tone hình trắng đen cho bạn vô photographic toning Cường. Kích cái đó, rồi. A pen hay ok. Coi chừng lại cho đó. Ví dụ như giờ bạn có nhiều cái preset custom của mình quá ha, bạn phải save nha. Bạn mà không save thì bạn click ok đó, nó dẹp hết, mất ráng chịu ha. Append nghĩa là cho vào thêm thôi. Sau bây giờ hồi giờ tôi làm workshop để chả bận tâm tới cái chuyện đó, thì tôi có custom của tôi không bận tâm. Sau click ok để các bạn khỏi thấy nhiều quá, bạn chóng mặt. Ok, nguyên cái rừng này đây, mở rộng rộng ra cho bạn thấy nhiều hơn nữa. Mở lớn ra ở dưới, mở lớn ra. Rồi, đây là tất cả những cái tông mà bạn có thể tone được. Và nó đã tính trước rồi. Bạn thấy là bên đây sẽ là đen, bên đây sẽ là sáng. Số cực kích đại một vài cái nào màu nâu nâu á, đại khái vài cái nâu nâu thôi. Ok, bạn thấy nè, cái này dễ quá, cái khác em. Cái này ít quá, em kích cái nào mà nó có nhiều level stop á. Nè nhìn kìa, ít quá. Ở đây nè, nhiều nè. Bạn thấy không, dưới kìa, kích cái khác Cường. Bây giờ vậy nè, cái nào ấm ấm chút xíu. Ấm ấm chút, rồi dừng lại, rồi. Nãy tôi có nói bạn là trước khi bạn làm bạn phải fade, nhớ không? Cho nhạc đi đúng không? Bạn không làm, okay. Hay là mình không làm, mình làm biết làm. Cũng không sao. Bây giờ click ok. Sau khi click ok rồi á, chúng ta có blending mode mà. Sau bây giờ bạn có hai cách. Cách thứ nhất là bạn giảm opacity xuống. Nó chả làm gì đâu, nó cũng cho thôi. Giảm opacity đi Cường. Không, click ok là ngoài layer đó. Rồi giảm opacity xuống. Nó vậy. Nhưng mà nãy tinh vi hơn, hồi nãy là tất cả cái hình mình apply một màu lên từ highlight sau đó bình hết luôn, đúng không? Bây giờ tinh vi hơn là em mở cái gradient trở lại cho cũ cho anh coi, thì em sẽ thấy là chuyện gì xảy ra. Ngay chỗ mở kia luôn, đây nè, hai cái giá trị đầu tiên á là màu gì đó, click qua đây màu gì đó, tại chỗ đó có giá trị, click lại cái stop thứ chính giữa bên này, bên shadow đó Cường, không, bên shadow. Click thôi, bên shadow bên cái giữa, click rồi thôi. Rồi, tại chỗ đó bạn đang ở vị trí 25% của grayscale từ trái sang phải, đọc thông số nó là bạn đang có màu này. Ok, thì đó là nơi đó. Dĩ nhiên bạn có thể modify được, làm liền bạn coi giờ. Em di chuyển thành nó vài về phía này cho coi. Về phía này, buông chuột ra, ô sao mất tiêu à? Buông ra, đỏ thấy chưa?
có nghĩa là tại đó cái luminance nó đổi. Bây giờ nếu mà Cường kéo qua đây cái cho đen qua nhiều, cho đen qua nó đậm lên đấy chưa? Sao bạn có thể modify cái stop nó di chuyển tới lui tùy theo cái hình mình muốn là cái gì? Sao bạn có thể control 100% cái hình của mình đi cách dễ dàng như vậy? Ok, sau đó là gradient làm như vậy. Sau đây là sao? Toning. Nhưng mà hồi nãy là chơi một cái hình solid color thôi, mà bây giờ chúng ta có một gradient lên rất là đã, nó blend vô như vậy. Sao hiểu tuning, toning ra chưa? Đã khá vậy rồi ha. Rồi, cái đồ cancel đi em. Giờ xong cái hình này rồi. Giờ á, chúng ta muốn nó quên còn chuyện nữa, mở hình cancel đi. Rồi, bây giờ á, bên cạnh toning nó còn một cái nữa gọi là gradient, không phải là gradient map nha, mà là gradient. Sau em mở cái hình ban nhạc lên, bên ban nhạc nè, mở hình nó lên. Ok, gradient là cái gì? Hồi nãy bạn xài gradient map có nghĩa rằng là mapping dẫn đường ha, bên tối cho màu này, sáng dần lên, có vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ á, cái hình này là cái hình ban nhạc, bạn không có gradient cái từng gradient hình này. Này nó là chán này không? Bạn ra vì đèn màu vội tùm lum tà la đúng không? Đâu có đúng nữa đâu. Sao mình đừng làm vậy, sao mà xài gradient cho tôi. Gradient tạo ra hiệu ứng như thế này. Sao em vô trên cùng. Gradient có nghĩa rằng là bây giờ cái hình trên nó không có dẫn đường như cái mapping đâu. Có nghĩa là cái vị trí cái màu trên là cái màu gì và ngay phía dưới là màu gì, nó sẽ blend liền tức thời, không cần biết làm đâu, đáng chịu ha. Còn hồi nãy á, là nó sẽ đọc phía dưới, nó là chỗ tối cho màu này vô, chỗ mid tone cho màu này vô, chỗ highlight cho màu này vô, chỗ này cho màu này vô, cứ dẫn từ từ lên, mình dẫn đường mà. Còn bây giờ là hết rồi, bây giờ là tự do, mà sẽ rất là trực quan. Là em mở ra đi, em reset cho anh hết cần cái này rồi, reset gradient rồi cái đi. Ok rồi, em lựa cái màu chói chang lên, cái màu xưa bên ngoài cùng đó. Màu đó chưa chói chang bằng màu dưới nữa, màu đó chói chang rồi, để nguyên đó nha, để nguyên đó. Bây giờ bạn thấy nè, từ bên tối bên sáng này hết có ý nghĩa rồi, nó không phải là cái map nữa, nó hết ý nghĩa là bên đây là cái gì rồi. Và cái chính là hiện giờ màu vàng đang ở dưới này, đằng dưới là cái tôi không biết đâu, và đây là cái gì tôi không biết đâu, right. Rồi bây giờ Cường có thể xoay cái bánh xe, các bạn thấy xoay cái bánh xe thôi. Xe bánh xe đó rồi. Bây giờ cái này nó sẽ blend phía dưới, không cần biết màu dưới là màu gì, không cần biết. So click ok ha, ok rồi, đổi mode soft light thử coi, coi before after đúng không? Đó là cái hạ trên á sẽ vô cái dưới. Rồi bây giờ bạn có thể play chơi nào, chơi cái click vô cái đó, rồi bạn xoay bánh xe thử coi, xoay coi nè, đó là thay đổi đúng không? Là cái vòng tròn này mình thay đổi. Là cái này gọi là gradient, mà không phải là gradient map mà là gradient. Có nghĩa là ứng dụng khi nào, có rất nhiều ứng dụng. Sao bạn phải biết khi nào ứng dụng này, ứng dụng cái kia, cả hai đều ứng đều hay hết. So gradient map có nghĩa là đúng nghĩa là toning, grading. Ok, còn cái này nó chỉ áp dụng trên cái hình thôi, trên cái vị trí pixel phía là cái gì, rất là quan trọng. Còn gradient map là dùng để chỉnh màu, hai cái đều hay hết mà phải áp dụng thôi ha. Cho nên bạn nào mà dự định sau này làm mấy cái hình mà nó bị fade đi về thời gian, mất màu, bạn xài tông màu gì? Analogous. Đúng không? Tông màu harmony á, nó sẽ đi từ từ nhạt dần đi. Còn grading là bạn dự định shadow này vô từ từ. Hai cái nó khác nhau như vậy. Cho nên mình nói là công cụ, nó giới thiệu công cụ với bạn, các bạn dự định các bạn xài thôi, có vậy thôi. Ok, chúng ta đi nãy giờ một khoảng dài, các bạn câu hỏi gì không rồi tôi qua tiếp phần sau. Tôi làm nhanh để sợ chế giáo án các bạn. 7:30 mấy giờ xong? Thì không giả. Ế hả? 7:30 xong. 7:30 xong kìa. Tại vì chương trình kia nó hơi dài. Ok rồi không sao. Làm tiếp, các bạn có hỏi gì không? Không gì có hỏi vậy, sao mình hướng dẫn hay vậy, không ai thèm hỏi gì hết, tức là rõ quá hay sao? Hay là không hiểu gì hết? Em không hiểu gì hết hay sao? Rồi ha, rồi nói lại ha, bạn có thể tone tint gì đúng biết là một màu solid lên trên, dùng blending mode ha. Bạn có thể là cho một gradient lên, gradient có thể là gradient map hay gradient thường, dĩ nhiên là
Chúng ta có khuynh hướng là thích chơi gradient tại vì nó đa dạng, nó có nhiều màu lên đúng không? Đa dạng. Và chúng ta còn nữa ha. Bây giờ á thì tôi thử làm cái chuyện kế tiếp là chút nữa tôi sẽ chỉ bạn custom một cái gradient của mình, không có đụng hàng. Nó phải đã, vậy nó phải chơi ha, nó mới ngầu. Sau bây giờ cần tắt cái hình này đi. Ok. Bây giờ tôi sẽ làm cái gradient của tôi custom cái gradient này. Và sau khi tôi custom, tôi có cái hiệu ứng cái đã và tôi sẽ chỉ bạn cách làm. Sau Cường mở cái hình hai người đang kiss nhau ở chính giữa flare đó. Ok, mở cái hình nó ra. Ok, bây giờ á, hình này bạn coi, bây giờ tôi sẽ làm cái hình này, nhưng mà bây giờ tôi muốn là xài gradient nhưng mà của tôi, không phải là của Photoshop, và tôi phải load nó vô. Thì em mở gradient map ra, mở đại đi, xong rồi em vô trong đây, em bấm vô load. Ok, em vô cái folder của mình á, đây là cái color của color theory, mở color theory ra, folder đó, này, kế bên, rồi đúng rồi, mở ra, đây của tôi nè, ok, rồi bạn click ok, load, à, này của tôi, vì tôi làm, tôi chỉnh màu, tôi khoái, tôi để dành, tôi save lại, vậy, rồi và em lấy cái cuối cùng, em nhớ cuối cùng hay sao á, rồi cuối cùng đúng rồi, à, hạt chiến ha. Từ từ làm dữ vậy. Nhưng mà tướng mạng coi cái này của tôi, ó coi ngầu chưa? Ngầu chưa? Nhưng mà tôi dựa trên cái gì vậy bạn? Tôi phải dựa gì? Tôi dựa trên, tôi nói rồi, tôi dựa trên cái gradient của các bạn, tôi nói bạn đó. Nhưng mà cái gradient tôi nghĩ có cái hơi dở các bạn, tôi nghĩ hơi dở là họ cho mình đã cho đòi hỏi. Họ cho mình năm cái màu rất là ok, rất là compliment, rất là hợp với nhau. Tuy nhiên họ không sắp theo thứ tự brightness, nên tôi phải đọc thông số từng hàng một và tôi sắp xếp lại từ tối sang sáng. Rồi nếu bạn nhìn cái này tuy là năm màu thật, nhưng mà nếu bạn click vô đó bạn sẽ thấy giá trị của nó, brightness sẽ thay dần từ tối nhất sang sáng nhất. Tôi sắp xếp lại nó phải được như vậy. Sau bây giờ tôi phải ứng dụng nổi cái gradient không, tôi xài được ba chuyện các bạn, ba chuyện lận. Chuyện thứ nhất á, là Cường giảm opacity cho anh Hà. Chuyện thứ nhất dễ nhất, ok đi, giảm opacity mà thôi không làm gì hết. Nice. Đậm quá, bớt bớt lại. Nhìn nó giống như là classic vậy đó. Số Cường boy before after thử coi. À, thấy chưa? Không làm gì hết. Tôi làm gì hết. Tôi không làm gì hết. Vậy có giảm opacity không làm gì hết. Cái ứng dụng thứ nhì là tôi đổi mode là soft light. Cũng ác chiến ha. Ok, cái ứng dụng thứ ba đó là tôi đổi cái mode là color. Ok, cứ mở đi tôi sẽ nói. Rồi giảm opacity. Tại sao tôi cho color vô là vì thế này. Khi bạn xài cái mode color là bạn giữ cái giá trị luminance và cái hue của hình dưới. Bạn chỉ cho color của hình trên vô mà thôi. Bạn không làm gì hết. Nếu bạn xài soft light đó là bạn thêm contrast vô, lấy pixel xám đi mà vô cái hình của mình và bạn tone lại hình trắng hình đen, còn này không có thì nguyên cho nó opacity mà thôi. Còn cái đầu tiên là cái dễ nhất là bạn chỉ có việc muốn nhìn xuyên qua kiến này thôi, bạn kéo nhẹ cái bạn nhìn xuyên nó chẳng có gì cả, và tùy theo bạn là ba cái đều ok hết, vấn đề là bạn muốn làm cái gì thôi. Sau ba cách đó là như vậy ha. Bây giờ á tôi sẽ chỉ bạn cách custom. Ok không? Ok. Rồi em delete cái cùng anh Hà đi, delete đi. Delete. Rồi. Bây giờ Cường vô website nãy, cái website gì đó, quên rồi. Coolers. Ok, coolers. Rồi, à, hôm nay ngày mấy? 12 năm 10 12 cái giữa. Export. PNG, 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 PNG. Ok, cái đó. Rồi. Em kéo này vô Photoshop anh, kéo vô gì anh? Kéo vô giao diện. Rồi, để lại đâu cũng được, để danh trên, rồi buông ra. Mất tiêu à? Hay quá. Buông ra. Rồi thu nhỏ cái hình lại, cái chỗ cho nó không có chỗ. Thu nhỏ cái hình lại, vô được. Buông ra, không vô. Thu nhỏ cái hình này lại. Nó không cho vô thì
thu nhỏ này, không phải thu nhỏ vậy mà là cho rời một cái hình riêng, cứ kéo cái thác đó ra, kéo cái thác đó ra, rồi cho vô đi, được rồi, trở đây, rồi buông ra, không vô luôn, làm khó, cái này hơi lâu, ở nhà là anh kéo vô cái ào, giờ cứ nói xem. Ở PNG kìa. Đừng nói vô rớt con cho mở hình lúc nha. Được chưa? À, kéo rời ra. Hai hình rời hết rồi. Cái này mình chỉ cần làm sample không cần nhiều. Cho nên em thu nhập đây nè, bấm control dấu trừ cho anh, nhỏ thôi, không cần bự vậy. Nhỏ thôi. Control dấu trừ nữa, nhỏ nữa. Không cần nhiều. Rồi đúng rồi, để làm mẫu thôi. Rồi em cho nó khuất cái ngoài giao diện xíu, khuất cái ngoài giao diện. Như này nè. Miếng thấy màu để đây. Rồi xuống nữa. Rồi để thấy được rồi, đừng thấy đủ rồi, không cần nhiều. Rồi. Giờ tôi với custom. Ok. Đầu tiên á hình này mất tiêu rồi, hình này đâu có rực rỡ vậy, hình này delete cho coi, hình này đi cái đình đi. Delete rồi, ok. Ủa sao rực rỡ vậy, màn hình nó tốt vậy? Màn hình tốt quá, hình này đâu có enter. Hình này thường thường các bạn không có làm đậm như vậy đâu nha, tại vì màn hình nó tốt quá, chứ thường thường á chúng ta phải fade thì màu vô nó mới đẹp được. Ok. Rồi giờ mở gradient lên. Ok, lựa cái nào high stop, các bạn làm từ từ các bạn dễ. Lựa cái nào high stop thôi. À, trắng đen á. Rồi, đúng rồi, enter, ok. Gradient map nha em trai, hay là gradient fill chật rồi, gradient map. Chúng ta xài map mà. Cancel, gradient map, nó mapping mà. Rồi, đúng rồi, lựa cái nào, thôi, xài luôn cũng được, thôi để đi. Rồi, bây giờ á, click vô nó, click vô cái đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ lựa từ trái sang phải ha. Cường, coi mũi tên xuống đây, cường kích luôn đây. Thấy nó vàng không? Nhưng mà khoan, đọc này quan trọng. Cái price nó bao nhiêu? Nhìn kìa, cái brightness 99% nhớ là nó nằm đâu. Nó nằm đây cho thằng coi. So khoan, nhớ 99% cái đã. Rồi em tạo cái stop thứ gì cho anh Hà. Ở ngay chỗ này nè, 1/4, click đại cái. Rồi em double click cái đó. Để em sample này, Cường nói vậy nó hiểu rồi đó. So price 100% đúng không? Có nghĩa là 99% với 100% là thằng kia lớn hơn con nấc à. So em sắp lại cho anh, sắp lại hai thằng này cho anh. Em đổi màu vàng lên, đẩy màu vàng lố qua luôn. Đẩy màu vàng lố qua, đẩy được. Đẩy qua luôn, đẩy qua. Rồi, nhìn rồi, chính xác, đẩy cái còn hoành nữa đừng lo. Tạo cái thứ tiếp, tạo cái thứ ba. Cái đại đi, cái đại đâu cũng được, chứ mình sửa sau. Click vô màu này. Số đọc thông số là bao nhiêu? 33% đừng lo, 39 hay 33? 39, đừng lo, 39 nghĩa là tốt bên đây. Số nghĩa là cái độ sáng nó thấp mà. Rồi em kéo qua hết bên kia cho anh. Nó bên này, lố quá, nửa ơi, đó, thấy chưa. Đấy làm sai là thầy, màu trắng nằm bên đây mới đúng. Màu trắng qua màu vàng luôn, đúng rồi. Sao quá, muốn làm gì cũng được. Đừng để trong đồng hồ mình xếp sao. Làm tiếp màu này cho anh tương tự, màu này. Thằng này 99 nè, thằng này 37, thằng này 30 mấy nè. Bao nhiêu thằng này là 8 mấy? 86 thì nằm dưới hai thằng kia, nằm dưới bằng vàng luôn, qua bằng vàng luôn. Rồi, đúng rồi, sau màu cam cuối cùng. Cái đó cứ cùng này thầy. Dục một cái đi. Delete được. Rồi cái cuối cùng màu đỏ nè. Màu gì phần trăm? 74% là còn dễ nữa. Vậy là qua hết bên kia luôn. Qua nữa. Rồi dừng lại đó. Rồi bây giờ mới sắp xếp đây. Maximum. Rồi qua đây. Đại khái thôi. Mình còn sửa được mà. Qua nữa. Xong rồi nhớ bấm chữ save. Bạn mà không save thì đi đâu quá không biết. Ok, sao phải save ha. Sao bấm chữ save cái là của mình, tôi không có save. Nhưng mà bạn phải nhiệm vụ bằng cái save. Cho nó cái chỗ này mà cho cái tên, chỗ custom á. Mà cho nó cái tên custom mà của tôi, ví dụ như vậy. My custom, ví dụ như vậy. Hay là honeypot, nãy gì cái tên đặt cái nhớ không? Honeypot, ví dụ như vậy. Sao bạn click ok, rồi giờ của mình rồi đó. Rồi giờ xài. Nhớ save thôi, rồi giờ là của mình. Bây giờ bạn chỉ có việc là xài Blending Mode, Supply thử coi. À. Ok ha, rồi giữ nguyên nó Cường, giữ nguyên đó. Delete đi, hết cần rồi, delete đi. Không cần nữa, rồi, để nguyên đó, em mở cái hình khác cho anh. Em đừng có xài như vậy, anh xài hai hình một lúc mà em đừng có lo giờ em làm như vậy. Hiểu không? Anh xài hai hình một lúc hoài anh đừng làm như vậy. Hình đó đi, hình đó đẹp á. Rồi, bây giờ á,
thay vì tôi phải toning cái hình này rất là mất công để hình ra, tôi chỉ việc kéo cái layer này nè qua cái hình này đúng không, kéo qua quăng vô đây rồi buông ra. Xong rồi chỉnh cho opacity thôi, chỉnh nhạc lại cái hình này nó sáng bóng mới, nó có đậm như vậy sao chỉnh nhạc lại cường opacity làm gì, làm nhầm nhạc lại chút, lên chút, lên chút, lên 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 chút. Sau mình thôi hình như vậy. Dĩ nhiên bạn có quyền mở cái mapping ra, bạn đổi cái mức độ sáng tối đó, bạn có làm được chuyện đó, cho bạn làm. So custom là như vậy. Tôi đang đưa bạn vô một cái phần hấp dẫn nhất của quá trình làm hình. Tại vì trên thực tế bạn phải có bước prepare là phi làm trước các bạn rồi. Cái phần này phần mấu chốt, vô là dính, vô là dính. Và cái phần thứ ba là cái phần fine tune. Tôi cũng không làm đây, tại vì tôi làm tôi chọn mấy cái dễ dễ cho bạn. Thường bạn làm phải 3 step như vậy nó mới đẹp được. Nhưng mà hiện giờ mình làm mấy cái dễ dễ cái đã. Tụi bạn thấy là toning đại khái như vậy. Ok không? Rồi về nhà ha. Về nhà mở cái gì đó. Cái bài nãy á, cooler gì đó. Bạn có thể là tự custom lấy. Còn nếu mà bạn nào muốn á, thì vô trên đây Cường, chỗ window đó Cường. Em mở ra cái chỗ mà extension. Extension trên cùng. Lên nữa, dừng lại, dưới, xuống, xuống, extension rồi. Ủa sao nó không có? Rồi cái này chuối ha, dở ha. Cái này dở. Nếu mà bà version thường thường nó có cái cooler đó. Còn nếu bạn không có thì chỉ có mở website ra cũng vậy thôi. So, bạn không có bó tay, bạn tự làm được. Bây giờ tôi dừng lại đặt câu hỏi gì không, rồi tôi qua tiếp. Không có làm gì hết. Rồi, bây giờ ôn lại chút xíu, ứng dụng chút xíu cho vui ha. Tại vì nãy tôi chỉ bạn gradient rồi, mà tôi chưa có chỉ bạn xài như thế nào cho nó hấp dẫn. Ok, rồi tắt đi Cường. Ok, tôi còn thiếu gì thôi, còn thiếu cái color lookup đúng không? Rồi, bây giờ á, Cường mở cho anh Hà cái hình hình flare, tôi nghĩ là flare cái đó đó, hình flare nè. Adobe Beautiful Girl Next, not too beautiful. Mở ra. Rồi mở ra đi. Rồi, tôi nghĩ là flare là một cái văn hóa mà chúng ta rất thích làm Photoshop, mặc dù chụp flare khoái hơn. Nhưng mà chả biết gì các bạn cứ khoái làm flare, làm rất là đã. Nhưng mà tôi cũng phải nên nói lại lần điều là thế giới làm hình màu rất là vui, không phủ nhận chuyện đó. Nhưng mà không có nghĩa là bạn không có chịu học với bảnh nha. Tại vì chụp cũng vui mà. Chụp vui lắm, nó không có dở đâu. Ok, nhưng mà mình phải văn võ song toàn. Biết cả hai. Thì hai đều vui hết. Dù không có trời mưa, lôi hình cũ ra ngồi làm ví dụ vậy. Nó cũng cái thú vui của nó. Rồi, bây giờ tôi demo cho bạn cách làm flare rất là nhanh, gọn lẹ. Cũng chẳng nhanh lắm đâu. Nhưng mà nó dễ. Ok, dễ mà nó hay nữa. Vì bạn đã có kiến thức về gradient rồi. Sau tôi mới chỉ bạn ha. Thì bây giờ Cường mở gradient. Tôi mở rộng chút xíu ha. Mở rộng chút xíu. Gradient. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ mở rộng chút nè. Nếu bạn nhìn kỹ cái này á, là bạn đang nhìn nó đi từ, mở lại cái nào có màu sắc chút xíu Cường. 4-5 màu gì cũng được. Hai màu nhiều, bao nhiêu màu vô. Rồi được rồi. Ok đi. Cái này nó gọi là linear. Linear nghĩa là đi. Đi từ từ, đi từ trái sang phải, trên xuống dưới, có vậy mà thôi. Bây giờ tôi muốn nó là radial. Có nghĩa là gradient mình giờ tinh vi hơn. Gradient của mình phải không từ tối sang trái. Quên. Cái này phải là map nha. Nó là gradient, phải phân biệt cho tôi cái đó. Nó không có tìm pixel tối, pixel sáng đâu. Nó sẽ tùy thuộc cho vị trí nằm đầu. Thì giờ mình đang là gradient mà mình đang là radial. Có nghĩa rằng là từ bên trái mình đang là một blue thì tính từ trung tâm nó sẽ là blue. Và tiếp tục mà làm, nhiệm vụ mình modify thôi. Sau bây giờ bạn hình dung cái flare, đúng không? Cái tâm điểm của flare màu gì? Màu trắng. Anh chỉ em cho mai ra khoảng 10 giờ sáng nhìn mặt trời cho anh. Anh bảo đảm nó blue. Anh bảo đảm. Đôm đóm nổi blue. Thấy 10 cái luôn. 20 cái. Mai làm thiệt đi. Rồi, bây giờ mở gradient ra Cường. Rồi ha. Bây giờ cái bên trái á, tôi muốn nó là màu trắng. Cái color Cường. Bên trái. Màu trắng.
màu trắng. À, mặt trời ha. So, ok. Ok, để, ok cái đã. Ok rồi, ok. Cái đó nó phải là màu cam. Cái kia đó. Đại khái khỏi sửa tiếp, đừng lo. Rồi, cam được áp dụng rực rỡ, xíu ngồi cho nó mờ sao. Ngoài cùng cho nó màu đỏ. Đỏ tươi luôn, đỏ rực rỡ. Ôi, wow, wow, đã chưa? Phê ha. Rồi, giờ tiếp. Click ok. Bây giờ tôi sẽ modify thằng này. Dĩ nhiên là cường cho các bạn có cảm nhận là mấy cái gradient nó di chuyển được không? Click lại cái click lại cái gradient map gradient. Ô, không phải cái đó, cái là gradient. Không phải cái đó. Cái bên trong á. Gradient. À đúng rồi. Di chuyển mấy cái stop này các bạn thấy tác dụng của nó. Buông ra. Buông ra. Đó thấy chưa? Cái vị trí rất là quan trọng. So cả bên kia. Bự quá không được. Đi ra rồi. Đó, đại khái vậy. Bạn có cảm nhận là nó làm cái gì? Sao bạn phải lựa cái nào mà nó vừa ý mình? Rồi, đại khái vậy. Rồi, kích được. Hơi bự quá, nhỏ nhỏ lại. Thầy. Nhỏ nhỏ nữa, nhỏ nữa, nhỏ nữa, nhỏ nữa. Rồi, vừa rồi. Kích được ok đi. Rồi, bây giờ coi nè. Kích được ok luôn. Rồi, coi nè. Bây giờ, cái này nó là adjustment layer. Nó là một cái filter. Vì nó là filter, cho nên nó không có pixel ở trong đó. Giả dụ tôi muốn cái effect blur thì tôi phải rasterize. Rasterize là chỉ là tiếng Anh mà thôi, thực chất là biến thành pixel, biến thành một cái picture, một cái JPEG file trong đó có hình, có pixel chứ quên. Thì Cường bấm chuột phải đó Cường. Ờ bây giờ khoan đi, bây giờ em xài cái công cụ crop á, crop vòng tròn á. Crop vòng tròn bên đây cho anh. Ờ mở ra bên trong crop vòng tròn. Làm đi, vẽ phải vòng tròn rồi rồi inverse nó, inverse shift control E. Rồi enter. Nè các đã nói nè, không làm được. Tại vì nó là filter, cho nên trước khi làm chuyện đó bạn phải rasterize. So ok, control D. Control D qua bên đây em. Qua bên đây. Qua nữa, qua nữa. Qua ngoài cùng bấm chuột phải. Ờ bấm chuột phải. Rasterize layer. Có không? Đó, nó đó. Rồi. Bây giờ mấy cái adjustment layer thường đi kèm mấy cái mask. Hiện giờ chúng ta không cần cái mask đó, sao bạn delete đi. Không cần, hết cần rồi. Hay quá. Cái mask của thầy. Delete không có apply. Rồi em vẽ vòng tròn cho. Vẽ vòng tròn center chút xíu cho ngay ngắn coi vẽ gì mà bự quá nhỏ nhỏ lại. Nhỏ nữa. Giữ gì, giữ shape cho nó tròn quay cho nó méo méo. Thôi kệ, center thôi. Được chưa? Làm biến. Rồi, shift control y. Bự quá hơi kệ nó, bự quá. Không sao, shift control y. Rồi, delete. À, rồi sau control D. Rồi. Bây giờ á, chúng ta cần phải dùng blending mode đúng không? Nãy học rồi, nó là blending mode. Đấy, so, xài screen mode. Ok. Khoan còn nữa. Bây giờ tôi muốn blur nó đi. Vì nó là pixel mà. Nó blur được, nó có pixel trong đó. Sau bạn vô trong filter blur, Gaussian blur. Và bạn chỉ có đổi thông số blur thôi. Để chuột lên cười. Thôi để chuột đàng hoàng các bạn thấy, để chuột đừng có làm vậy, để chuột. Nhả ra, lên nữa. À, nữa. Được chưa? Rồi click, ok. Giả dụ bây giờ, tại chỗ này bạn có hai vấn đề. Bạn muốn cái frame này lớn hay nhỏ? Thì bạn làm cái gì? Nó là pixel mà. Bấm Ctrl T, transform. Và chỉ có cho to nhỏ thôi. Bạn muốn cho màu sắc cho bạn phải cái adjustment layer trên nó. Và cứ tiếp tục mà làm như vậy. Ok ha. Rồi, bây giờ có một cái điều hơi ngược đời. Là cái flare này có cái màu này. Nhưng mà cái ambient của cái hình gốc mình cái màu khác. So tôi muốn là max cái màu của nó. Right. So cái hình dưới cường dưới cùng á, background click cho đó. Em tạo cho anh cái adjustment, xài cái curve cho anh. Curve. Bây giờ tôi cần nhìn cái hình này, tôi kiểm tra nhìn cái hình này. So bây giờ để chỉnh màu cái hình này theo cái ambient của theo cái flare đó, tôi phải nhìn thôi. Thì giờ đầu tiên tôi cần cái gì? Em mở bên trong cái curve này, nó bằng nhìn kỹ, nó có ba cái kênh RGB, red, green and blue. So cường mở red ra cường red. Giờ tôi hỏi bạn muốn này nó hình mình là tông ấm đúng không? Thì đây là kênh red đúng không? Kênh đỏ đúng không? Nghĩa là sao? Đi ra. Đi lên, tại vì chiều ngược lại sẽ là cyan.
chúng ta không muốn say em đây, chúng ta cần để nhẹ lên. Rồi ngài, ơi mạnh quá thầy. Cái hay của filter là bạn không phạm sai lầm, làm mạnh quá làm sửa lại được, bạn không có chỉnh cái hình của mình, không có lo. So click OK, chuyển sang cái green. Ngược với green là magenta sẽ đi ngược xuống tí tí thôi. Nhiều quá, cái bớt ra được rồi. Tôi nghĩ cái blue là quan trọng nhất. Bạn click qua kênh blue và ngược với blue là yellow. Rồi bạn kéo xuống vậy, kéo ngược lại cứng, ngược lại. Rồi được rồi, màu saturate quá. Thôi được rồi, màu mè chút cho các bạn cái nhìn nó vui. Đây bình thường, đổ thừa ở đây bình thường, màn hình rực rỡ. Ok, that's fine. Thôi giờ quay đầu qua chỉnh bên kia gì mình cái coi. Thôi giỡn chơi đừng làm. Rồi, cái before after. Được chưa? Rồi, khoan khoan, rồi, để yên đó cho tôi, để yên cho tôi. Cái hình này nó simple, đơn giản, nó không có gì phải phàn nàn hết, thì nó đơn giản các bạn. Bây giờ Cường cho cái hình này rời ra, để anh mở cái hình khác áp dụng kỹ thuật này. Rồi ra để anh mang cái hình này ha, hai vợ chồng kiss nhau trên đường phố, hình nó có một số cái để nói nhiều hơn. Không phải, quăng vô thầy. Quăng vô. Rồi, giờ anh cho anh mượn cái flare coi. Mượn cái flare thôi, không mượn gì chứ. Mượn cái flare, kéo cái flare qua. Nó là pixel mà. Rồi kéo qua, nhả ra. Hai cái hình này độ phân giải khác nhau. Muốn Ctrl T, Ctrl số 0. Thấy không, bình bự dễ sợ không? Bự không có sợ, giờ thu nhỏ đâu có sợ đâu. Rồi thu nhỏ lại. Ok, có thể blur thêm tí xíu nếu cần. Nhưng mà bây giờ tại sao tôi minh họa cái hình này? Vì cái hình này khó hơn cái hình kia. Khó hơn vì cái ambient này nó màu xanh, ambient kia nó cũng đâu đó rồi, không có gì sai lắm. Ambient này với ngầu. Ok, thì giờ tôi phải chỉnh cái ambient này cũng tương tự dùng kỹ thuật vừa rồi. Là em xuống cái background, em chỉnh y chang cho anh. Chỉnh y chang luôn. Max color đó vô. Red. Lên red chút. Thấy không, nó max không? Green. Oh, sexy. Blue. Giống không? Rồi còn nữa nè. Giờ tôi còn nữa, tôi còn muốn nữa. Dĩ nhiên tôi chỉ làm căn bản rồi, cái sườn chính là tôi không có làm gì râu ria đây hết, sự thật là râu ria còn nữa, nhưng mà thôi tôi làm căn bản cái sườn chính rồi. Ok. Rồi. Bây giờ giả dụ như cái hình này tôi muốn cái phần shadow, phần tối của cái hình này nè. Nó có blue, vì tôi biết rằng blue nó sẽ complement cái màu yellow, là cái hình nó ấm lên đúng không, làm cho hình đẹp hơn, bị complement mà tương phản đẹp mà. Nhớ nãy các bạn xem màu không, đầu tiên tôi nói đó. Ok, thì giờ cần click cái laser trên cùng, nó gần trên cùng, em mở solid color cho anh nè, click vô phía dưới này nè, mở cái adjustment layer, solid color adjustment layer, quá nó có đâu bên option. Mở solid color trên cùng á, trên cùng click cái đó, em lựa cho anh màu blue. Rồi bây giờ thế này, không sao thấy gì chưa nhỉ? Rồi bây giờ thế này, tôi muốn nó là shadow các bạn, tôi muốn là shadow, cho nên tôi phải kéo nó dưới cái brightness gần, mà còn nhìn số 19 kìa. Số 19 có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại cái chỗ này là từ cái gradient map của mình, từ 19% á, tôi muốn nó sáng lên từ đó, muốn sáng lên từ đó là do đây. Dĩ nhiên cái lợi thế của filter đó là bạn không bắt buộc phải quyết định bây giờ, số tạm thời cứ để vậy đi. Click OK. Bây giờ tôi giới thiệu cái blending mode nãy tôi có nói đầu giờ là xài lighten. Bạn nghe là lighten là diện tiếng Anh giải nghĩa rồi sáng lên. Và thường thường sáng lên, tôi muốn gì sáng lên, chúng ta chỉ muốn shadow sáng lên thôi, đâu có muốn gì. Thôi được rồi, màu mè chút cho các bạn cái nhìn nó vui. Đây bình thường, đổ thừa ở đây bình thường, màn hình rực rỡ. Ok, that's fine. Thôi giờ quay đầu qua chỉnh bên kia gì mình cái coi. Thôi giỡn chơi đừng làm. Rồi, cái before after. Được chưa? Rồi, khoan, rồi để yên đó cho tôi, để yên cho tôi. Cái hình này nó simple, đơn giản, nó không có gì phải phàn nàn hết, thì nó đơn giản các bạn. Bây giờ Cường cho cái hình này rời ra, để anh mở cái hình khác áp dụng kỹ thuật này. Rời ra để anh mang cái hình này ha, hai vợ chồng kiss nhau trên đường phố, hình nó có một số cái để nói nhiều hơn. Không phải, quăng vô thầy. Quăng vô. Rồi, giờ em cho anh mượn cái flare coi. Mượn cái flare thôi, không mượn gì chứ. Mượn cái flare, kéo cái flare qua. Nó là pixel mà. Rồi kéo qua, nhả ra. Hai cái hình này độ phân giải khác nhau. Muốn Ctrl T, Ctrl số 0.
thấy không, bình bự dễ sợ không, bự không có sợ, giờ thu nhỏ đâu có sợ đâu, rồi thu nhỏ lại à. Ok, có thể blur thêm tí xíu nếu cần. Nhưng mà bây giờ tại sao tôi minh họa cái hình này? Vì cái hình này khó hơn cái hình kia. Khó hơn là vì cái ambient này nó màu xanh, ambient kia nó cũng đâu đó rồi, nó không có gì sai lắm. Ambient này với ngầu. Ok, thì giờ tôi phải chỉnh cái ambient này cũng tương tự dùng kỹ thuật vừa rồi. Là em xuống cái background, chỉnh y chang cho anh. Chỉnh y chang luôn. Max color đó vô. Red. Lên red chút. Thấy không, nó max không? Green. Oh, sexy. Blue. Giống không? Rồi còn nữa nè. Giờ tôi còn nữa, tôi còn muốn nữa. Dĩ nhiên tôi chỉ làm căn bản ra cái sườn chính thôi, tôi không có làm gì râu ria đây hết, thì sự thật là râu ria còn nữa, nhưng mà thôi tôi làm căn bản cái sườn chính thôi. Ok. Rồi. Bây giờ á, giả dụ như cái hình này tôi muốn cái phần shadow, phần tối của cái hình này nè. Nó có blue, vì tôi biết rằng blue nó sẽ complement cái màu yellow, là cái hình nó ấm lên đúng không, làm cái hình đẹp hơn, bị complement mà, tương phản đẹp mà. Nhớ lại các bạn xem màu không, đầu tiên tôi nói đó. Ok, thì giờ cần click cái layer trên cùng, nó gần trên cùng, em mở solid color cho anh nè, click vô phía dưới này nè, mở cái adjustment layer, solid color adjustment layer, quá no, có đâu bên option à, mở solid color trên cùng á, trên cùng click cái đó, em lựa cho anh màu blue. Rồi bây giờ thế này, ông sao thấy gì chưa nhỉ? Rồi bây giờ thế này, tôi muốn nó là shadow các bạn, tôi muốn là shadow, cho nên tôi phải kéo nó dưới cái brightness nó sẽ gần, mà còn nhìn số 19 kìa, số 19 có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại cái chỗ này là từ cái gradient map của mình từ 19% á, tôi muốn nó sáng lên từ đó, muốn sáng lên từ đó là do đây. Dĩ nhiên cái lợi thế của filter đó là bạn không bắt buộc phải quyết định bây giờ, số tạm thời cứ để vậy đi, click OK. Bây giờ tôi giới thiệu cái blending mode này, tôi có nói đầu giờ là xài lighten. Bạn nghe là lighten là diện tiếng Anh giải nghĩa rồi sáng lên. Và thường thường sáng lên, tôi đâu muốn gì sáng lên, tôi chỉ muốn shadow sáng lên thôi, đâu có muốn gì ngược lại. Cho tôi làm lighten, bạn suy ra là gì? Bạn suy ra là darken, là những pixel sáng ngược lại. Ok, thì bạn suy ra giá trị phải cao về brightness thì nó mới darken được. Thì lighten là dưới thì lên trên mà. So bây giờ tôi lựa là lighten. Shop, em cho các bạn coi phần shadow. Ít ha, ít. Click vô cái solid color này, click vô cái này, click vô cái bảng solid color, click vô lựa màu khác. Bây giờ bạn di chuyển, bạn coi nè, di chuyển đi, lên cái cao trước cái đã, lên cao, đó thấy chưa? Bây giờ bạn xuống nè, thì cái phần shadow tác dụng thôi. À, xuống thấp quá thì không thấy gì hết. Bạn cho một tí xíu màu vô, thì ăn thua cái màu nó màu gì, cường đừng có lựa blue nữa, lựa tí xíu cyan nha các bạn thấy. Kéo cái hue xuống, mà kéo vô shadow, nè đó. Thấy chưa? Rồi, được rồi, đẹp rồi. Click OK đi. Rồi em click before after cho anh coi thử coi. Thấy chưa nè, shadow vô tiết kìa. Rồi chúng ta muốn shadow vô đâu? Rồi nó có control như vậy. Được chưa? Còn nữa không? Nữa không? Nữa không? Rồi nữa ha. Trailer vậy hơi dài. Hai tuần nữa có lớp chỉnh màu. Trailer này nó hơi dài. Rồi tiếp. Quên nữa. Tôi quên chỉ bạn cái này. Hồi nãy khi bạn xài một gradient, bạn cho màu vô, bạn biết khi bạn cho màu vô, bạn bị một vấn đề như thế này. Một cái hình mình cần ba vấn đề sau đây. Hue. Control saturation. Control tương phản. Control sharp bén nét. Hồi nãy giờ bạn để ý tôi ít nói tương phản cái nét lắm, tôi nói về màu sắc nhiều đúng không? Rồi bây giờ delete hết đi, cường delete hết, chơi cái hình này lại, lỡ rồi. Delete, tắt đi, mở hình vừa rồi lại, hay là hình khác đi, hình này nè, hình cô gái này nè, hình này, mở hình đó lên. Rồi, ví dụ cái hình này, nó cũng hơi nhạt, nó cũng nhạt về saturation này, rất là nhạt. Cái hình này có demo được, ok. Bây giờ em xài cái preset của anh Hà lên cái màu này thử coi. Quên map cái preset mình mới chế ra đó, mình mới tạo ra. Còn tạo của anh cũng được, anh có mà. Ở dưới nữa, dưới cùng, rồi đó, rồi. Ok, rồi giáo 3 city.
Vì bạn coi vấn đề xảy ra như thế này. À, bây giờ đổ nó xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa. Rồi, giả dụ vậy đi. Giả dụ bây giờ bạn nói, à, wow, nice. Nhưng mà có vấn đề, các bạn có vấn đề. Vấn đề là cái hình này tương phản vậy đó, thấp. Vì bạn xài normal mode mà. Và cái hình gốc mình đã fade sẵn rồi. Ngay từ đầu, mình muốn nó fade mà. Fade nghĩa là gì? Bạn tolerance nó ít lại, rồi màu nó nhạt đi. Kế bạn blend màu vô, giờ tương phản nó giảm nhiều lắm. Thì đây là cách tôi làm tương phản và cho đẹp, ok? Thì giờ á, bà vô adjustment layer Cường. Vô đó. Bây giờ tôi muốn lựa bất cứ cái nào cũng được, bất cứ. Không quan trọng, mở curve, mở cái gì cũng được, cũng mở gì, mở level cũng được. Ok, tôi muốn giới thiệu bạn là trong tất cả các adjustment layer, trong tất cả, nó có một cái mask trong đó mà tụi bạn tận dụng cái đó. Cho nên bạn nhìn kỹ cái mask đi kìa. Cái ô vuông đó, cho nên là cái mask, rồi bạn click chuột nó hai lần Cường. Không, ờ, ô đó, click kìa đó. Ở dưới này, color range, click kìa đó. Tôi muốn bạn lựa cho tôi shadow, shadow. Rồi, ok. Rồi khoan đừng làm gì hết nha. Bây giờ Cường giữ alternate alt đó, click lên cái mask này cho anh để bạn thấy cái mask. Đây là shadow của mình đây. Và mình muốn nhấn nó, muốn nhấn nó thì mình xài soft light nói rồi đầu giờ. Nhưng mà bây giờ bạn nhìn kỹ cái mask này nó quá đẹp, quá đẹp. Chúng ta không cần đẹp cỡ đó. Cho nên chúng ta muốn nó mềm, nó có vùng chuyển transparent, cái trùng feather nó mềm ra nhẹ ra. Thì ở trong cái mask này á, ủa sao vậy, bị gì? Ờ, không, để nguyên cái mask, anh muốn thấy cái mask, anh muốn thấy cái mask. Control click lên đó. Alter, chứ quên, alter, click lên cái mask, em thấy có thấy cái mask. Rồi, mà thấy cái nút feather không? Đẩy qua, nhìn kìa. Nữa, đẩy mạnh lên, nữa. Thấy không? Tức là cái mask mình giờ tuyệt vời. Cái mask, nghĩ như bà có kiến thức về masking cái đã. Tôi đi hơi nhanh nhưng mà chấp nhận vậy. Tức là nói chung là gì? Nói chung thì tôi đang chọn vùng shadow. Và tôi không muốn cái vùng chuyển từ shadow qua highlight quá bén. Tôi phải feather nó cho nó mềm, nó đi lan qua. Sau khi nó lan qua rồi, tôi với control, alter kích lại cho cũ. Trả về cho cũ, alter kích lên. Alter, rồi. Rồi bây giờ xài blending mode là soft light. À, giờ bạn thấy cái gì nhấn đó, thấy chưa? Có nghĩa là giờ tôi tăng tương phản. Tăng tương phản là gì? Một là bạn tăng nhấn shadow hoặc là ngược lại ha. Thí dụ như cái hình đơn giản, vì phần lớn chủ đề của mình là shadow, vì có mắt là phần tối mà. Tóc áo phần tối đúng không? Bạn nhấn nó lên thì thằng này nó bị fade out, cái hình nó bị nhạt đúng không? Bạn nhấn lại. Đấy, bằng cái kỹ thuật đó. Mà bây giờ giả dụ như bây giờ tôi biết vì lý do gì tôi không biết, là cái hình này chủ đề mình là bên sáng hay là bên tối, thì bạn đừng có làm như vậy nữa. À, thấy cái mask Cường, alter click cái mask. Đây là cái mask của shadow. Bạn chỉ việc bấm control I, I là inverse, là bạn lựa ngược lại. Nếu chủ đề bạn là cái này thì bạn phải biết làm ngược lại. Ok, là vậy. Còn nếu không thì bạn để bình thường. Vui không? Mua nước anh nào, mua cà phê anh nào uống đây. Nó vỗ tay. Rồi, hai câu hỏi gì không? Nữa không? Đủ rồi, nó kêu đủ rồi kìa các bạn. Nó kêu đủ rồi thôi về ha. Bây giờ làm nữa không? Thôi cái nữa đi. Cái nữa, trailer này nó hơi dài. Cái nữa nha. Cái nữa, rồi giờ trước khi làm cái này tôi hỏi bạn này. Bạn có ở đây á, không phải thành thật ha. Thành thật. Ở đây có bạn nào chưa bao giờ hay là không hiểu kỹ thuật masking? Không hiểu ha, rồi đóng tiền đi học ha. Ok, ví dụ giờ tôi làm một cái effect nào đó. Một cái effect nào tôi không biết. Và tôi muốn là hình này nó hơi kỳ. Ví dụ giờ làm đại làm đi Cường, bây giờ làm đi. Em lấy cái hình folder của anh đâu rồi, mở ra folder ra, anh kiếm cái hình coi. Ok, bây giờ em lấy một cái hình nào mà cho bokeh cho nó đẹp á. Hình thôi hình nó bằng sao trắng, bokeh nó không có bật lên. hình đó. À, hình nó sexy quá. hình này đi. Hình flare cho cũ đi. Thôi, hình cô gái đi. Hình flare đó làm hoài.
Thôi đừng, nó sexy quá tao các bạn đó. Không, này ở giữa, hình cũ, đúng rồi, hình đó đó, rồi. Rồi, bây giờ Cường kéo qua bên, Rồi, mở cái bokeh cho anh Hà. Rồi bà coi nè. Bây giờ trước khi, bây giờ khoan mở bokeh. Thôi mở bokeh đi. Mở cái này nè, cái số 4, cái số 6, cái đó, mở cái đó lên. Rồi, mở đi. Mở đi. Ok, bây giờ như nè. Hồi nãy giờ mình làm á, là mình nó phụ thuộc vô mapping đi đâu, rồi mình phụ thuộc vô cái vị trí grain đi đâu, và phụ thuộc hết. Bây giờ nếu bạn có cái texture, là một cái file JPEG nào đó là texture, tức là tôi biết làm mà tôi sẽ dục thì tôi vất thì tôi không cần nữa, gọi là dummy. Sơn Cường nhân đôi bây giờ, nhân đôi lên. Tại vì em click được cái hình đó, em click vô cái mask, em click vô cái hình kia. Rồi, Ctrl J. Sao kìa? Bị giống gì vậy? Rồi, xong rồi. Rồi, em đổi cái mode normal chưa? Rồi, giờ anh muốn thấy cái hình trên cùng thôi. Chỉ cái hình trên cùng thôi. Oh, em merge. Anh đâu có merge đâu. Anh muốn có cái hình mà. Nói cái hình mà. Muốn thấy. Nó muốn thấy cái bokeh, cái hình bokeh mà thôi. Muốn thấy cái này là muốn thấy cái này là làm sao? Ctrl J. Rồi, đổi mode normal, nó đúng rồi, đổi mode normal, mô hình trên, đổi mode normal, này nó đâu, rồi, dừng, bây giờ các bạn, vì những cái pixel của cái hình này nó phải blend cái hình gốc, đúng không, bằng cái blending mode đúng không, nó là kết quả mà, cho nên á, tôi sẽ làm một việc sau đây là tôi lấy cái ambient của cái hình này, muốn lấy ambient của cái hình này, bạn vô trong filter, blur, bạn xài average, đây là cái ambient của cái hình này, và tôi phải sample nó, muốn sample nó cứ click cái sample đi, click vô cái foreground, xong rồi sample, click sample, rồi cái này là click ok là sample đó, vì nó là dummy nó delete nó, delete đi, dummy mà, rồi bây giờ tôi có cái màu này là cái màu ambient rồi, nên tôi kiểu việc bôi lên đây thôi, bôi lên cực. Ủa sao mất cái hình của anh rồi, nãy nó màu kia mà sẽ ra màu này. Ok. Rồi, bôi lên cái hình, nhớ nha, bôi lên cái hình. Không bôi lên cái mask nha, bôi lên cái hình. Cái hình khác cái mask. Rồi, bôi cái bokeh này, xóa đi. Mà còn cái ambient nữa đó đúng không? Điều đó có nghĩa là sau này bạn áp dụng lên những cái hình có texture. Và lên trên mạng á, tôi bảo rằng mạng có cả ngàn cái texture đó. Cả ngàn cái. Download free, dĩ nhiên. Bạn cứ bấm texture vô, bạn vô trong bất cứ website nào, freepik hay là pixel.com, bạn download cái, vì cái hình mà bạn sẽ blend vô á, nó có màu sẵn rồi nha. Mà những cái việc apply mấy cái blending mode, bạn có thể xóa texture, bạn đổi lật qua lật lại, bạn làm nhiều thứ là tuyệt vời. Tôi nghĩ là ngày hôm nay là tôi làm đúng nội dung của mình, là tôi đi những cái sườn chính, tôi không có đi ba cái lăng tăng bên ngoài, đi đúng là thứ tự từ đây qua đây. Những gì tôi muốn nói ngày hôm nay là cái sườn chính trailer là vậy. Rồi các bạn câu hỏi gì không? Nói chung là tới giờ các bạn cũng mệt rồi, tôi cũng mệt nữa. Tại vì trước cái lớp này tôi đã có một cái lớp khác từ 2 giờ cho tới 5 giờ, tôi cũng hơi đuối. Thì chúng ta còn làm việc với nhau dài, tôi đừng lo. So, that's it. Các bạn câu hỏi gì không? Còn nếu không có câu hỏi gì thì ngày hôm nay chúng ta done. Theo như lịch trình mà tôi được thông báo với anh Tuấn, thông báo cho tôi á, là chủ nhật tuần sau chúng ta có một cái nữa, và cũng tương tự là với Nicholas, tôi gọi Nicholas hoài, Nicola. Thì tuần sau tôi sẽ làm một cái chủ đề rất đặc biệt là bữa giờ mình làm ba cái workshop liên tiếp về phần mềm. So bữa tới tôi sẽ làm một cái về chụp hình, trở lại chụp hình là liên kết với model. Tức là khi bạn ra ngoài, bạn phải liên kết model như thế nào, bạn điều phối công việc như thế nào cho nó vui vẻ. Thì đó là chương trình chủ nhật tới. Hẹn gặp lại các bạn khi đó.